Xin chào các bạn. Thể theo một loạt bài về DeWe mà các admin chơi của diễn đàn 6 Sigma Việt Nam chúng tôi đang post lên trên đó. Thì để cho mọi người nắm bắt một chút, tức là nó khá là khó về DeWe, thì nó đi ra ở experiment DeWe nó khá là khó. Nó rất là hay nhưng cũng khá là khó, nên là hôm nay tôi có thành nghĩ là muốn chuẩn bị một clip gọi là Fun to Study DeWe để mọi người có những cái khái niệm cực kỳ là simple, tức là cực kỳ là cơ bản về DeWe, để sau đó thì mọi người có thể nghiên cứu các bài học mà chúng tôi post lên đó, một cách trình tự để có thể hiểu tốt hơn. Thì DeWe được biết là nó chính là thiết kế thử nghiệm rồi, và thì thử nghiệm đúng không? Quan tâm là điều tự nhiên nó phải thử nghiệm. Thì trong thực tế các bạn biết là gì ạ? Cái thử nghiệm nó xảy ra rất là nhiều, nó diễn ra rất là nhiều. Mọi thứ ta có hiện nay tôi nghĩ rằng nó đều phải được trải qua một loạt các quá trình thử nghiệm, thí nghiệm mà ta có được hiện nay, đúng không? Thì cái đấy thôi không phải bàn. Thì đối với trong thử nghiệm thường thường người ta có hai cái thành phần mà người ta nghiên cứu, một là outcome, tức là cái kết quả của quá trình thử nghiệm đó, và hai là gì, factor variable, đấy, là các cái biến hoặc là các yếu tố đầu vào của quá trình thử nghiệm đó. Thì các yếu tố đầu vào này nó sẽ tạo ra kết quả đầu ra, thì bạn chú ý như vậy. Và design experiment thì nó dùng là để đánh giá xem có bao nhiêu cái biến đầu vào này, đấy, mà nó ảnh hưởng đến kết quả đầu ra và nó ảnh hưởng như thế nào, đúng không? Để người ta tìm ra cái điều kiện tối ưu nhất của các cái biến đầu vào đó, đấy, để người ta có thể tạo hoặc ước lượng ra được, đấy, có thể là tạo ra được cái kết quả y theo mong muốn. Đấy. Thì DeWe này nó chỉ mình thí nghiệm thì có thể là mình thí nghiệm ở cái phạm vi như thế này, đúng không? Đấy, ở một số điều kiện nhất định, nhưng mình có thể sử dụng các cái hàm ước lượng của nó để mình ước lượng ở những cái điều kiện khác mà nó liên quan đến cái thí nghiệm của mình. Thì DeWe nó sẽ giúp ta được hai cái việc như vậy. Thì để cho nó rõ ràng, tôi làm cái thí nghiệm rất simple, đó là gì, tôi rang ngô, và nhớ tôi rang đó, rang cái ngô nổ đó, đó. Thì thí nghiệm này tôi muốn xem là ở điều kiện nào thì cái công việc rang ngô của tôi nó đem lại nhiều cái ngô nổ nhất, đúng không? Ngô nổ tức là nó thành bóng rồi, chứ không phải là hạt ngô nữa. Thì đây tôi thí nghiệm với hai cái factor là thời gian rang và loại ngô. Thì thời gian rang là tôi rang ở hai khoảng thời gian, tôi rang hai mức, tôi làm mức 160 giây và mức 200 giây. Thì 160 giây tôi gọi là mức thấp, và 200 giây thì tôi gọi là mức cao. Ngô thì tôi cũng có hai loại, tức là ngô trắng và ngô vàng. Thì ngô trắng tôi gọi là mức thấp, và ngô vàng tôi gọi là mức cao. Đó. Thì như vậy tôi sẽ có hai factor, tức là hai biến, và mỗi biến có hai level, tức là hai mức. Như vậy tôi phải có sự bốn cái combination, tức là bốn sự kết hợp. Như vậy nói khác là tôi sẽ có bốn cái thí nghiệm mà tôi phải chạy, đúng không? Đấy. Thì đây là cái kế hoạch thí nghiệm của tôi. Tôi có 1, 2, 3, 4 thí nghiệm. Thì với thời gian tôi đặt là gì, 160 giây, 200 giây, 160 giây, 200 giây, đúng không? Đấy. Còn đối với loại ngô thì tôi dùng ngô trắng trước, tức là tôi chạy ngô trắng, đúng không? Thời gian tôi thay đổi nhưng ngô tôi chưa thay đổi. Đấy. Sau đó thời gian tôi thay đổi và tôi đổi cũng đổi ngô sang ngô vàng. Đó. Thì tôi sẽ chạy ở điều kiện này để tôi xem mỗi một cái điều kiện này nó cho tôi được bao nhiêu hạt ngô nổ. Ok, thì đây là cái phương pháp của DeWe. Thì trong DeWe để mà chạy thực tế, đây là cái kế hoạch để chạy thực tế, thì người ta yêu cầu một cái điều mà nó bắt buộc các bạn phải chạy, đó là chạy random. Mình không thể chạy theo cái sắp xếp 1, 2, 4 như được, mà chúng ta bắt buộc phải chạy random. Đấy, thì trong trường này tôi chỉ có 4 cái thí nghiệm thôi, nên là tôi viết 1, 2, 3, 4 này vào 4 cái tờ giấy nhỏ nhỏ, đúng không? Xong rồi tôi xáo nó lên và tôi bốc được cái nào thì tôi chạy cái đó trước. Thì cái lần đầu tiên tôi bốc được cái số 1, tức là tôi chạy điều kiện số 1 này trước, đúng không? Xong lần thứ hai tôi bốc được số 4, tức là gì? Thì tôi phải chạy cái điều kiện, một tôi bôi lên cho các bạn chú ý nhá, bôi lên. Tôi chạy điều kiện này đầu tiên. Xong lần thứ hai tôi bắt đầu số 4, tôi phải chạy điều kiện số 4 này trước. Chứ đừng chạy điều số 2 và số 3, các bạn chú ý, bốc được cái nào chạy cái đó, rất là random. Cái thứ ba tôi bốc được điều kiện số 3 này, tôi chạy là cái thứ ba. Và cái điều kiện số 2 này, tôi chạy cuối cùng thì sao? Tôi bốc được sau cùng. Ok? Đó, tôi bốc được sau cùng. Đấy, các bạn chú ý nhá. Thì đấy là cái random. Thì để nó random vậy thì tôi sẽ sắp xếp lại như này cho dễ này. Đúng không? Đấy, tôi chạy của tôi đây. Tôi sẽ chạy 1 2 4 thì 1 là tôi chạy ở điều kiện này. Đúng không? 2 tôi chạy điều kiện điều này, tương ứng cái này, cái điều kiện plan của tôi kế hoạch của tôi là số 4, 3 đây và 4 đây, là 4 điều chạy, đúng không? Thì bây giờ tôi rang ngô cho từng điều kiện này một. Tôi đổ ngô vào trong chảo, đúng không? Xong rồi tôi rang ở thời gian là 160 giây, tôi dùng ngô trắng và tôi rang. Xong rồi tôi lặp lại thí nghiệm với điều kiện thứ hai, tôi lặp lại thí nghiệm điều kiện thứ ba và với điều kiện thứ tư. Thì sau đó tôi xem là tôi đếm được bao nhiêu hạt ngô nổ cho mỗi cái thí nghiệm của tôi. Ok. Thì đây là kết quả. Đó. Sau khi tôi chạy xong ấy, thì tôi có được cái kết quả nổ như này. Thấy chưa? Đấy, điều kiện thứ nhất tôi được 8.
ngô nổ. Điều kiện thứ hai này, cái điều kiện chạy thứ hai, đúng không? Tôi được 156 hạt ngô nổ. Cái điều kiện thứ ba, tôi được 84 hạt ngô nổ. Và điều kiện chạy thứ tư này, tôi được 105 ngô nổ. Tức là 4 cái thí nghiệm thôi, đúng không? Thì trong DOE, người ta thường sử dụng một cái biểu đồ rất là hay, người ta gọi là biểu đồ Q plot. Thực ra Q thì nó là hình lập phương, nhưng vì chúng ta chỉ có hai factor nên là tôi chưa vẽ thành lập phương được, đúng không? 160. Đấy. Viết này dễ hiểu này. Đây là thời gian tháng nhá. Vậy thì thời gian nó sẽ biến đổi từ bao nhiêu? Từ 160. 160 lên 200. 200. Đúng không? Và cái biến đổi đây là từ ngô loại ngô. Thì đây là gì? Là trắng, đúng không? Trắng chuyển từ trắng thì đổi thành là trắng, đây là vàng, đúng không? À, thì đây là ngô này, trục tung là ngô, thấy chưa? Tôi bôi một màu cho nó thứ nhất hiểu nhau thế. Ok, còn trục hành là thời gian. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi xem, vậy với cái thời gian là 160 và ngô trắng thì tôi được bao nhiêu? 81 hạt ngô. 81 hạt ngô. Vậy tôi tìm cái vị trí đó đây là đây, đúng không? Ngô trắng thời gian 160 và 81 hạt. Được chưa? Vậy thì thời gian là 200, ngô vàng tôi được 156. 156 hoặc tìm cái vị trí của nó. Ngô vàng đây. Thời gian 200 là dòng giống lên đây góc này. 156. Được chưa? Thế đến cái thứ ba là gì? 156 ngô. 160 ngô vàng. 160 ngô vàng đây, 84 hạt. Cái điều kiện cuối cùng là gì? Điều kiện thí nghiệm cuối cùng, kết quả chạy cuối cùng đó là gì? 105 nó góc này, đúng không? Vì sao? Nó là 200 và thời gian và ngô trắng, được chưa? Thì đây là Q plot. Nếu mà theo thí nghiệm tôi muốn được xem là đâu là tôi được ca lượng hạt ngô nổ nhiều nhất, vậy tôi có kết luận rồi, đúng không? Đương nhiên đây điều kiện của tôi tốt nhất là tôi là nó cho tôi cái lượng hạt ngô nổ nhiều nhất, đúng không? Thì đó là gì? Đó là điều kiện tối ưu. Vậy thì đương nhiên là tôi sẽ chọn ngô vàng và tôi sẽ chọn là ra là thời gian là 200 giây. Như vậy tôi sẽ được cái lượng, cái số lượng hạt ngô nổ nhiều nhất. Thì đây là điều kiện thí nghiệm tối ưu đối với DOE, đúng không ạ? Thì đấy là một, đấy mới là một, đúng không ạ? Thì tôi cho các bạn là lựa chọn đâu là cái điều kiện tối ưu thì đấy mới là một. Vậy thì cái thứ hai nó cần diện. Vậy tôi sẽ ước lượng được ở những, không phải ở bốn cái góc này mà tôi ước lượng ở những cái vùng khác trong trong cái vùng này. Ví dụ tôi muốn ước lượng trong phạm vi khoảng là 170 giây, 180 giây, 190 giây, nó như thế nào, đúng không? Đấy, tuy nhiên ngô thì các bạn không thể có ngô giữa được, đúng không? Nên là thôi thì mình bỏ qua, nhưng ít nhất về thời gian thì tôi muốn ước lượng trong khoảng thời gian giữa thế thì nó được bao nhiêu hạt. Thì cái đó ta sang cái tính năng thứ hai của DOE, đó chính là tính năng ước lượng, đúng không? Thì tôi sẽ đối với tính này thì chúng ta cần phải thay đổi một số cái cấu trúc như này. Đó là gì? Thời gian, tôi vẫn thế, để thời gian tôi gọi là biến A và ngô tôi gọi là biến B. Gọi vậy cho nó đánh dễ thôi. Thì ở đây bạn thấy tôi không để là 160 nữa, đúng không? Mà tôi để thành gì? Thành trừ 1 và dương 1. Thì đối với phần tính predict thì đối với DOE người ta yêu cầu hay người ta sẽ chuyển các cái real world data này, tức là các giá trị thực tế này, đúng không? Hoặc là các cái đại lượng như này, trắng vàng này, thành các cái gọi là code variable. Các bạn chú ý. Và mức thấp thì người ta sẽ mặc định gọi là âm 1 và mức cao là dương 1. Nên các bạn thấy 160 là âm 1, 200 là dương 1. Được chưa? Đấy, cái này trắng là mức thấp mà, đúng không? Thì là âm 1, vàng là mức cao mà là dương 1, tương tự vậy. Đúng không? Thì tôi chuyển thành dạng code variable này để tôi có thể tính được. Thì để tính, các bạn sẽ copy tôi toàn bộ cái bảng tính năng này sang một file Excel trắng. Ok, thì tôi highlight hai cái biến chính, đúng không? Đấy. Thì đối với DOE chúng ta có hai factor, thì hai factor này chúng ta sẽ mỗi một factor này nó đều là một main effect, tức là cái ảnh hưởng chính. Đấy. Mỗi một factor đều gọi là main effect. Đấy. Vậy ta có hai cái main effect. Ok, thì vì ta có hai biến nên là nó sẽ có sự tương tác của hai biến này với nhau và người ta gọi là interaction. Okay. Thì
thì khi này nó sẽ bảo A tương tác với B, hoặc là B tương tác với A, thì B với A, với A với B thì nó như nhau, đúng không? Đó, thì nó gọi là interaction effect. À, các bạn chú ý. Và đây là A tương tác với B, hay ta ghi tôi viết tắt là tôi viết bằng kiểu A nhân B, thì nó cũng chính là đối với code variable thì nó cũng chính là bằng A nhân B. Đấy, nó hay đó, ta phải chuyển sang bằng code như vậy. Rồi, bạn nhận lại xong đúng không? Đó, có mấy A nhân B xong, được chưa? Thì đối với DOE thì cái hàm ước lượng nó dạng như nào? Tôi và Redic, đây là cái hàm tiêu chuẩn, cái template của cái hàm đó nó sẽ bằng B0. B0 tức là giá trị gốc, à, mình hiểu như vậy, cộng với lại gì? Cộng với lại 0.5 A. Đấy, rồi nhân với XA. Đấy, cộng với lại 0.5 B nhân XB, cộng với 0.5 A nhân B, xong lại nhân với lại XA nhân với lại XB. Thì tôi giải thích ngay. Thì ở đây XA và XB thì trước đúng không? Thì quay lại chỗ này, các bạn thấy XA và XB nó chính là gì? Code variable của cái factor A thì gọi là XA, nó có giá trị là từ -1 cho đến -1, đúng không? Và B thì XB nó chính là gì? Code variable của ngô, đúng không? -1, -1. Đó, thì đấy là các bạn hiểu XA và XB nó là cái gì, được chưa? Vậy thì B0 nó là cái gì? B0 thì nó là giá trị gốc, nó gọi là baseline hoặc là intersect. B0 đúng không? Đây gọi là baseline. Thì nó bằng bao nhiêu ta sẽ phải tìm nó, đúng không? A nó bằng bao nhiêu? A là gì? A chính là main effect, đúng không? Rồi B chính là main effect B, đúng không? Thì ta có hai cái main effect mà. Đó. Thế rồi A nhân B, đúng không? Đây là gì? Interaction effect. Dạ, đấy. Chú ý như vậy. Hết chưa? Hết rồi. X, A, X, B biết hết rồi, đúng không? Rồi, vậy đơn giản. Vậy thì baseline nó sẽ bằng cái gì? Thì cái này rất đơn giản thôi. Các bạn giúp tôi là baseline chính bằng average của toàn bộ số hạt ngô nổi. Thế là chính bằng giá trị trung bình đó. Và chính là baseline. Ok. Rồi, vậy ta tìm A. A nó bằng gì? Thì đây, các bạn dùng cái hàm rất đơn giản thôi là average của mức cao trừ đi trung bình của mức thấp. Mức cao là gì ạ? Mức cao là 4,2, tức là có cái răn 4 và răn 2, đúng không? Đây là, tức là dương 1, được chưa? Trừ average của âm 1, đối với biến A hay đối với main effect A, được chưa? Ta tìm được 4,8. Bằng tiếp, average của dương, thế thôi, dương 1, đúng không? Trừ average của âm 1. Xong. Cái này cũng vậy thôi, average của -1 trừ average của âm 1. Được chưa? Vậy các bạn đã xong rồi. Bây giờ ta chỉ việc nạp đây thôi, đúng không? A này 48, B 27, đúng không? A nhân B 24. Được chưa? Thì ở đây ta bắt đầu ta mới có hàm ước lượng của DOE, đúng không? Thì Y nó sẽ bằng 106.5 cộng với lại 0.5 nhân A. Thì 0.5 mà nhân với A thì bằng 48 chia 2, đúng không? Và ta sẽ bằng 24 XA. Được chưa? Cộng tiếp với diện 0.5 nhân B, B bằng 27, nó sẽ bằng 13.5 XB, đúng không? Ta chia luôn đi, đáp công. C thì 24 chia cho 2, vậy 24 chia cho nhân 0.5 hay chia cho 2 nó sẽ bằng 12 XA nhân XB. Thì đây là cái hàm mà các bạn sẽ dùng để predict, để ước lượng. Thấy chưa? Thì tôi dùng đúng cái hàm này, nhưng tôi sẽ làm một cái thủ thuật ở đây. Nó là gì? Tôi ước lượng ở đây. Ước lượng y. Okay. Thì tôi đánh đây là vì có lý do của nó.
Đâu, tôi bôi màu khác đi nhé. Các bạn có thể dễ nhận dạng hơn. Ok, màu gì đây? Màu này đi. Được rồi. Thì ở đây các bạn thấy gì ạ? Giá trị gốc nó bằng này rồi, đúng không? Đấy, kia bằng 24. Đúng không ạ? Thì ở đây tôi sẽ làm này. Thì các bạn thấy tôi ước lượng, tức là bây giờ tôi dùng chính cái hàm của nó. Tôi ước lượng luôn 4 cái góc của cái hình Qplot của tôi xem đúng không? Đúng không? Tôi copy cái hình Qplot là sao? Thì các bạn biết là 160 nó tức là âm 1 rồi đúng không? Rồi tôi đã thấy code variable rồi. Thì là tôi ước lượng 4 cái góc này xem nó đúng thế không đã. Thì tôi ước lượng góc thứ nhất tức là gì? Thời gian là âm 1. Ngô là tức là thời gian là 160, ngô trắng được 81 tức là góc này này. Tôi xem đúng không? Để bằng 106.5 cộng 24 nhân 24 nhân mấy ạ? Nhân với lại xa. Đúng không? Thì xa nó chính là gì? 160 đúng không? Code variable mà đúng không? Nó sẽ bằng âm 1. Cộng tiếp với gì? Cộng tiếp với gì? 10 cộng với 2 13.5 nhân gì ạ? Nhân với lại xb cộng tiếp 12 nhân xa nhân xb enter 81. Còn thì nó ước lượng đúng góc và chính xác là 81 triệu rồi. Thì có chứng minh rồi, ok đúng không ạ? Thế thì tôi ra được cái ước lượng của nó. Bây giờ nếu mà tôi muốn thì tôi sẽ kéo xuống cái sẽ ước lượng cả 4 góc đúng không? Còn thiếu góc nữa kéo nó xuống. Các bạn thấy nó ước lượng là 4 góc là nó ước lượng chính xác luôn rồi. Đúng không? Cái hàm này nó khá là tốt đúng không? Nó ước lượng rất là chuẩn 4 góc này. Rồi thì đấy là ước lượng của 4 góc. Đúng không? Để ta verify lại xem hàm nó có đúng không thôi. Thì có thể nói là hàm nó đúng đấy. Nhưng vậy thì nó ước lượng ở chỗ khác thì sao? Đúng không? Thì bây giờ tôi thêm các điều kiện vào đây để chúng ta ước lượng thử. Đó là gì ạ? Tôi muốn ước lượng ở cái điều kiện là gì? Điều kiện này sẽ 170 giây. Đúng không? Thời gian đó tôi dùng ngô trắng. Đúng không? Xong đến 180 giây tôi dùng cũng ngô trắng. Đấy, 190 giây. Đúng không? Tôi cũng dùng ngô trắng. Tức là tôi muốn quét toàn bộ cái khoảng cách giữa của cái vùng thời gian này, đúng không? Cái chụp ảnh này để xem là ước lượng vậy thì nó khoảng bao nhiêu. Đúng không? Đấy. Thì với cái này tôi nghĩ tôi sẽ để ra đây một tí này. Để tí chỗ này tôi không làm, tôi để vùng code. Ok. Cho nó sẽ hiểu. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ tôi thử xem. Ví dụ với cái ngô trắng thì tôi vẫn bằng âm 1. Vì là ngô trắng mà. Nên tất cả tôi bằng âm 1 hết. Đúng không? Ngô tôi bằng âm 1. Ok. Còn đối với thời gian thì 170. Thì bạn thấy thì ở đây là gì? Là âm 1, 160 là âm 1. Đến 200 là dương 1. Vậy thì từ 160 này đến 200 thì theo lưu ý là nó sẽ nhảy qua hai cái đơn vị về code unit, tức là từ âm 1 lên 0 và từ 0 lên 1. Đấy. Nên là gì? 170 thì nó là giá trị giữa gì? 100 giữa 1 và dương 1. À giữa 1 và 0 đúng không? Vậy nó sẽ là 0.5. Kiểu như vậy. Đúng không? Đấy, nó sẽ là giá trị giữa của. Đúng không? Nên là âm 1 này. Xong rồi lên chỗ 170 và lên gì 180 đây là giữa đây độ là 0, 0 xong lên dương 1. Vậy thì vùng này vùng 1/4 đúng không? Người ta gọi là âm 0.5, tức là giá trị code variable xa. Đấy, đây là xb. Đúng không? Xa bằng 0.5 là vậy. Nó có công thức tính nhưng đây tôi làm cái hàm đơn giản và nó sau này chúng ta học UI sau thì các bạn nghiên cứu tiếp sau. Không. Ok. Và 190 là 0.5. Và tôi dùng đúng cái hàm này. Tôi mở Linux xem sao. Đúng không? Bet. Thì các bạn thấy không? Hàm này. Đấy. Thì ở đây, đối với cái hàm này thì nó sẽ ước tính là gì ạ? Vậy thì nó sẽ ước tính cho chúng ta biết là gì? Ở 100, thời gian 170, nếu bạn dùng ngô trắng, bạn có khoảng tầm 87 hạt ngô. Tức là vùng này. Đúng không ạ? Tôi insert một cái textbox vào, tôi tai nó vào, nhớ được không? 87 hạt. Tức là ở vùng này. Khoảng đó, đúng không? Hai là hai đến cái. Ok. Rồi, đến cái vùng giữa này. Đúng không? Là vùng 0,
Tức là 180 thì bạn có được 93 hạt. Kéo thấp xuống tí đi. Nó tách rời ra. Ok. Và đến cái vùng giữa một phần dùng gọi 75% này thì bạn được 99 hạt. Thì đó là gì? Cái cách để bạn predict hoặc là bạn ước lượng ở các cái vùng của nó, đúng không? Vậy thì đây tôi ước lượng cái nửa dưới này với ngô trắng rồi. Bây giờ các bạn sẽ giúp tôi ước lượng với cái ngô vàng là bao nhiêu nhé. Thì cái phần đó là các bạn sẽ tự làm. Và vàng chứ không phải là vàng. Vàng bằng vàng. Rồi. Đó, thì tôi bôi cái màu này lên. Với cách luận như thế, các bạn hãy đặt cho nó XA, tìm cốt XA, cốt variable XA, XB. Sau đó các bạn dùng hàm các bạn ước lượng cho tôi xem. Vậy thì ở cái trục này, khi tôi dùng ngô vàng, đúng không? Và 170 giây thì tôi được bao nhiêu hạt ngô, 180 giây tôi được bao nhiêu, 190 giây thì tôi được bao nhiêu hạt ngô nổ. Thì đánh vào đây giúp tôi. Ok. Rồi thì đó là toàn bộ cái nội dung của cái bài DOE ngày hôm nay. Đúng không? À, tôi cũng có làm sao mà cảm thấy cho nó đơn giản hơn một chút. Tuy nhiên là theo tôi cũng không quá khó, các bạn hoàn toàn có thể làm được. Đúng không? Đó. Thì đây là cái kết quả và cái câu hỏi dành cho các bạn. Ok, vâng, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.